Thưa quý vị, sau 4 kỳ họp cho ý kiến vào sáng ngày hôm nay 18 tháng 1, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật đất đai sửa đổi với 432 trên 477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 87,63% tổng số đại biểu. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa theo đúng tinh thần nghị quyết số 18 NQTVK ngày 16 tháng 6 năm 2022 của hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, phù hợp với hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật. Việc hoàn thiện các nội dung cụ thể và các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước và thực hiện theo đúng quan điểm đã xác định tại nghị quyết số 27 NQTVK ngày 9 tháng 11 năm 2022 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Luật đất đai sửa đổi có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, trừ một số điều khoản quy định cụ thể với nhiều quy định mới như việc ban hành bảng giá đất hàng năm, bảo đảm bám sát diễn biến thực tế thị trường và mở rộng phạm vi áp dụng bảng giá đất. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 1 tháng 1 của năm tiếp theo, hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong năm và giao Chính phủ quy định chi tiết để bảo đảm bảng giá đất sẽ được cập nhật phù hợp với thực tế. Cũng trong sáng nay, với 450 đại biểu tán thành, tương đương với 91,28% tổng số đại biểu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Lê Văn Kỳ, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên và 6 đồng phạm là cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký Đất đai về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Lê Văn Kỳ với vai trò là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thực hiện việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định. Các bị can còn lại đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên ký các tờ trình đề nghị công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật gần 42 tỷ đồng. Ngoài vụ án trên, từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2023, các bị can Lê Văn Kỳ, Phạm Bình Minh và Lò Duy Thành đã bị truy tố xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do có sai phạm liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trúng đấu giá, thuê đất trả tiền một lần sang giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với hai khu đất thương mại dịch vụ. Liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư Nọc Nạng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can có liên quan. Cụ thể, Công an tỉnh đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Xuân Hiền, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tư vấn Việt Hà về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Việt Trung, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiên Phúc về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Văn Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai, nay là thị xã Giá Rai; Nguyễn Văn Trận, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giá Rai về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Thanh Lệ, nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Giá Rai về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo hồ sơ của cơ quan công an, trong quá trình điều tra xác minh vụ án, các sai phạm liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng tại khu dân cư Nọc Nạng đã được cơ quan giám định xác định tổng giá trị thiệt hại của nhà nước là hơn 45,2 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý. Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí, Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang khởi tố và bắt tạm giam 4 tháng. Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã xác định ông Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang trong quá trình tổ chức mua sắm trang cấp thiết bị cho các trường năm 2019-2020 đã có những hành vi sai phạm như cấp trang thiết bị không đúng nhu cầu, cấp cho các trường không thuộc đối tượng thụ hưởng của chương trình, mua sắm và cấp trang thiết bị không theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, gây thiệt hại và lãng phí cho ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Hành vi sai phạm trên có dấu hiệu của tội phạm vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Nguyễn Tấn Sang, trú tại thành phố Huế, đối tượng đã đâm đồng chí Trần Duy Hùng, phó trưởng công an phường Thủy Vân, dẫn đến hy sinh khi đang thực hiện nhiệm vụ, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam. Như tin đã đưa, vào chiều ngày 12 tháng 1, sau khi nhận được thông tin, đối tượng Nguyễn Tấn Sang có hành vi chặn các phương tiện giao thông trên đường Lê Đức Anh, phường Thủy Vân, thành phố Huế, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng chí Trần Duy Hùng, phó trưởng công an phường Thủy Vân và trung úy Dương Văn Minh Hiếu, cảnh sát khu vực của phường cùng bảo vệ dân phố đã nhanh chóng đến hiện trường để vận động, nhắc nhở, yêu cầu đối tượng trở về nhà. Tuy nhiên, Sang không những không chấp hành yêu cầu mà còn có thái độ hung hãn, lời qua tiếng lại và xô xát với lực lượng công an. Đối tượng bất ngờ chạy đi lấy dao và tấn công tổ công tác. Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng Sang, đồng chí Trần Duy Hùng và các đồng chí khác đã dũng cảm áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Trần Duy Hùng đã bị đối tượng đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Mặc dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế tập trung cứu chữa, nhưng đồng chí Trần Duy Hùng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử 15 bị cáo cùng trú tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng về hành vi tụ tập dùng hung khí nguy hiểm để giết người. Theo cáo trạng, để giải quyết mâu thuẫn với Quốc Hưng không rõ lai lịch, Đặng Văn Nhật Hoàng, 17 tuổi, trú tại quận Sơn Trà đã rủ 14 người chuẩn bị hung khí đi đánh nhau tại khu vực quận Liên Chiểu. Rạng sáng ngày 20 tháng 8 năm 2022, 15 bị cáo đã điều khiển xe máy, dùng dao phóng lợn, ba chỉa, dao tự chế, vỏ chai thủy tinh, ném, đánh, chém vào hai bị hại đang đi trên đường. Hậu quả anh Trần Danh Quyền thương tích 11%, Chuông Quốc Công thương tích 13% và cả hai đều có thương tích nặng ở vùng đầu, dễ dẫn đến tử vong. Hành vi của các bị cáo thực hiện quyết liệt, thể hiện tính côn đồ hung hãn khi các bị hại đã ngã xuống và nằm bất tỉnh nhưng vẫn xông vào đánh chém liên tục, muốn tước đoạt mạng sống của người khác. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đặng Văn Nhật Hoàng 3 năm 6 tháng tù và 14 bị cáo mức án từ 2 năm đến 7 năm tù cùng về tội giết người. Vận chuyển trái phép 11 kg ma túy các loại, hai đối tượng vừa bị Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bắt giữ. Tại khu vực phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, ban chuyên án đã tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng là Sông Bá Tồng và Sông Bá Đà, đều trú tại huyện Kỳ Sơn, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 11,1 kg ma túy các loại, gồm 51.000 viên hồng phiến, 3 kg ma túy đá và 3 kg ketamin. Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Sông Bá Tồng và Sông Bá Đà để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án. Công an xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, trú tại xã Tắc Vân. Đây là đối tượng có liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 8 tháng 1 tại khu vực xã Tắc Vân. Chiều tối ngày 8 tháng 1, khi điều khiển xe mô tô đến khu vực ấp 1, Mạnh cùng đối tượng khác phát hiện một nữ sinh sơ hở, liền ép xe và giật lấy một điện thoại di động. Trên đường bỏ trốn, Mạnh đã bán chiếc điện thoại để lấy tiền tiêu xài. Qua sàng lọc đối tượng tiến hành điều tra, đến ngày 15 tháng 1, Công an xã Tắc Vân đã phát hiện và bắt giữ đối tượng, đồng thời tiến hành thu hồi tang vật có liên quan trong vụ án. Được biết, Mạnh là đối tượng nghiện ma túy và đang có liên quan đến vụ trộm cắp tài sản khác. Hiện Công an xã Tắc Vân đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an thành phố Cà Mau để tiếp tục xử lý. Quyết liệt đấu tranh với tội phạm liên quan đến pháo nổ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hải Phòng vừa phát hiện và bắt quả tang 3 đối tượng về hành vi mua bán hơn 50 kg pháo nổ. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy, Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Tráng đang vận chuyển 8 hộp nghi là pháo nổ do nước ngoài sản xuất. Tráng khai nhận mua số pháo trên của Đinh Văn An và Nguyễn Đức Nhật. Tiến hành khám xét chỗ ở của Nhật, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn pháo nổ, pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất cùng nhiều tang vật liên quan. Tổng khối lượng pháo thu giữ là gần 51,5 kg. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, một trong những nhiệm vụ mà Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tập trung đấu tranh là tội phạm liên quan đến pháo nổ. Qua đó đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc, nhiều đối tượng. Hơn 18.000 quả pháo hoa với tổng trọng lượng là 1,8 tấn đang trong quá trình vận chuyển
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an quận Hà Đông phát hiện thu giữ. Toàn bộ số pháo có nhãn mác nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Để vận chuyển, lái xe đã chia pháo vào các thùng các tông số lượng lớn, ngụy trang trong các bao tải. Trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác phát hiện là một xe ô tô biển kiểm soát là 29H27823, biển số màu vàng, không gắn phù hiệu theo quy định và có dấu hiệu chở quá trọng tải quy định cho phép. Ngay lập tức thì tổ công tác đã tiến hành kiểm tra dừng phương tiện nêu trên. Qua quá trình kiểm tra thì phương tiện trên là chở quá trọng tải cho phép 109,5% và có nhiều dấu hiệu nghi ngờ phía sau thùng hàng về vấn đề chở hàng quá tải. Thì tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phía sau thùng hàng cùng với lái xe. Thì qua kiểm tra là phát hiện là trên thùng hàng phía sau xe có chở rất nhiều các bao tải và thùng các tông cỡ lớn gồm nhiều mẫu mã chủng loại bao bì nhãn mác khác nhau. Đấu tranh khai nhận tại chỗ thì lái xe thừa nhận toàn bộ số hàng nêu trên là pháo hoa có nguồn gốc nhãn mác Trung Quốc, không có chứng từ hóa đơn hay bất kỳ một giấy tờ nào liên quan đến toàn bộ số hàng nêu trên. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cũng như công tác nắm tình hình thì đã phát hiện các đối tượng là vận chuyển trên các tuyến đường, đặc biệt là các tuyến đường xuyên tâm và tập trung ở các cái điểm mà dự án mà không có chủ khai thác mà đối tượng lợi dụng vào đấy để tập trung hàng hóa và kiểm soát hàng hóa, tiến hành và trưng cầu sơ bộ. Thì kết quả thì chúng ta đã thu toàn bộ 1,8 tấn pháo hoa của nước ngoài và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Hiện tại chúng ta đang tiếp tục để xác minh làm rõ cái nguồn cung cấp vào. Trước đó, đội cảnh sát kinh tế công an quận Hà Đông cũng đã bắt giữ số lượng lớn pháo nổ, xác định đây là loại pháo nổ mới, về hình thức giống pháo hoa loại dây nhưng thực chất lại là pháo nổ. Các đối tượng mua trôi nổi trên thị trường với giá từ 120.000 đồng một gói và bán qua mạng với giá là 300.000 đồng một gói. Qua công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, lực lượng chức năng cũng nhận định các đối tượng có thủ đoạn mua bán, vận chuyển tinh vi, khép kín và triệt để sử dụng không gian mạng. Đối tượng thì hiện tại cũng chủ yếu là có mối quan hệ gia đình với nhau, hoạt động trên chủ yếu là không gian mạng, khép kín. Cho nên việc tập trung để đấu tranh tội phạm này rất là khó khăn. Tuy nhiên cái khó khăn thì đảng ủy chỉ huy công an quận tập trung và chỉ đạo các đội nghiệp vụ và cũng là vận động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Liên quan đến không gian mạng thì tập trung và nghiên cứu để tham mưu cho đảng ủy chỉ huy công an quận cũng như tham mưu ban giám đốc có những giải pháp, biện pháp để làm sao là phối hợp với các bộ ngành làm sao kiềm chế cái hoạt động để phòng ngừa trên không gian mạng, không để tình hình tội phạm phát sinh mới cũng như là đẩy tình hình phức tạp lên. Thời điểm cận Tết, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về pháo diễn biến càng phức tạp. Các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, trong đó có dịch vụ giao hàng, chuyển phát nhanh để thực hiện giao dịch, mua bán. Các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng công an tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ các hành vi vi phạm về pháo. Hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa được lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường phát hiện tại một kho hàng trên địa bàn huyện Thường Tín. Kho mỡ bẩn nằm sâu trong khu dân cư. Sau nhiều ngày theo dõi, chiều qua ngày 17 tháng 1, lực lượng phối hợp đã kiểm tra cơ sở tập kết và kinh doanh thực phẩm của Trần Văn Đức tại thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, phát hiện cơ sở này đang kinh doanh mỡ bò, óc lợn, sụn lợn. Trong đó có 5,5 tấn mỡ bò, 720 kg óc lợn không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chủ kho hàng thu mua mỡ bò, óc lợn trôi nổi trên thị trường, sau đó bán cho người dân, nhà hàng, bếp ăn, xưởng sản xuất xúc xích ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Vâng, thưa quý vị, cuối năm nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm của người dân tăng cao nên vì lợi nhuận một số đối tượng đã bất chấp các thủ đoạn để mua bán, sản xuất, tàng trữ nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, gây nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Trước thực trạng đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung đấu tranh mạnh và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an Hà Nam vừa phối hợp kiểm tra bắt giữ 1 tấn nội tạng lợn, bì, mỡ động vật bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tình làm chủ ở tổ dân phố Ngọc Động, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, thu gom trôi nổi tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh về sơ chế, chế biến để bán ra thị trường. Trước đó, vào giữa tháng 10 năm 2023, đơn vị đã phối hợp phát hiện bắt giữ hơn 6 tấn mỡ động vật chưa chế biến, có hiện tượng bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ,
không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Gần đây nhất, đơn vị phối hợp kiểm tra và lập biên bản tạm giữ 455 hộp bột sen ngũ cốc Tâm An loại 500 gram một hộp, không rõ nguồn gốc xuất xứ, nơi sản xuất, do Quản Trọng Đoàn làm chủ, địa chỉ tại thôn Điền Xá, xã Văn Xá, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đang kinh doanh buôn bán cho người tiêu dùng. Với quyết tâm để đấu tranh xử lý mạnh với các hành vi vi phạm về kinh doanh thực phẩm bẩn, thì chúng tôi cũng đã tập trung lực lượng, sử dụng các biện pháp để phát hiện và xử lý nghiêm triệt để các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm. Tại Hà Nam, để chủ động phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân, đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành chức năng, tập trung kiểm tra phương tiện vận chuyển, các chợ trung tâm, đầu mối, điểm tập kết hàng, kho đông lạnh, cơ sở kinh doanh, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi buôn bán, vận chuyển thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo thống kê, sau 20 ngày ra quân tấn công trấn áp tội phạm, từ 15 tháng 12 năm 2023 đến nay, đơn vị đã phát hiện xử lý 14 vụ vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, xử phạt trên 150 triệu đồng. Khuyến cáo người dân khi đi mua thực phẩm về để sử dụng, cần phải đến cơ sở kinh doanh được cấp phép và mua các loại sản phẩm có rõ nguồn gốc xuất xứ, còn thời hạn sử dụng để đảm bảo cho sức khỏe của bản thân và người thân trong gia đình. Chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đây cũng là thời điểm nhu cầu tiêu thụ các loại thực phẩm tăng cao. Cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước, không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Đàm Thị Thủy, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Vũ Thị Kim Nhung, sinh năm 1954, hộ khẩu thường trú tại huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó hoặc sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Lê Khắc Thành, sinh năm 1953, hộ khẩu thường trú tại số nhà 28 phố Đức Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Và đối tượng Trần Thị Hải, sinh năm 1978, hộ khẩu thường trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi áp dụng các hình thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của người khác. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý.
Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.